Dạ vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của bạn đến từ bạn Thùy Vân. Thì theo như cái thông tin mà bác sĩ nhận thì là trường hợp của bạn là có một cái dấu hiệu lâm sàng đó là vướng cổ và khó thở. Ngoài ra là có hạch cổ nhỏ và trên siêu âm thì có nhân tuyến giáp. Thì cũng chia sẻ với các bạn thì cái triệu chứng mà vướng cổ và khó thở là một cái triệu chứng cũng rất là hay gặp trong những trường hợp bệnh nhân mà có những cái u tuyến giáp và có thể là u lành hoặc là u ác, bởi vì do là cái khối u nó chèn vào cái đường thực quản và đường khí quản của bệnh nhân. Và vì vậy mà khi mà bạn đi siêu âm thì đã phát hiện ra một cái nhân tuyến giáp. Tuy nhiên thì cái thông tin bạn đưa ra thì không có đầy đủ, đó là cái nhân tuyến giáp nó tính chất ra làm sao và cái tính chất của nhân như thế nào. Thì cũng phải nói với bạn là trong cái cũng chia sẻ với các bạn thì cái siêu âm trong ung thư tuyến giáp là một trong những cái phương pháp mà rất là dùng, rất là phổ biến và cực kỳ là có ý nghĩa, cũng như là lại là phương pháp rất là có cái giá cả phải chăng và có được tiếp cận ở tất cả các cái phòng khám ở địa phương, ở các cái phòng khám cũng như là các bệnh viện địa phương, rồi cũng như là các bệnh viện ở trung ương. Chúng ta có thể làm một cái siêu âm tuyến giáp mà có thể phát hiện và tầm soát ra cái khối u tuyến giáp cho bệnh nhân. Thì trong cái trường hợp mà bệnh nhân với cái siêu âm tuyến giáp thì chúng ta có chi trên siêu âm chúng ta có thể đánh giá được về mặt số lượng, về mặt vị trí, kích thước của cái nhân tuyến giáp, rồi là cái tính chất của nhân như thế nào, có thể là có vi vôi hóa hay không, tăng sinh mạch hay không, hay là ranh giới ra làm sao. Và trong cái việc mà siêu âm tuyến giáp thì có một cái thang điểm mà rất là hay được sử dụng trong lâm sàng, đó là cái thang điểm T-RAT, là cái thang điểm mà để đánh giá xem là cái mức độ ác tính của cái nhân giáp như thế nào. Thì với trường hợp mà cái T-RAT mà ở chỉ mức độ đánh giá điểm là 1 và 2 thì thường đó là những cái nhân lành tính. Với T-RAT 3 thì là cũng đa số là những trường hợp lành tính, cái tỷ lệ ác tính rất là thấp, chỉ dưới 5%. Nhưng còn trong trường hợp mà bệnh nhân có một cái T-RAT là T-RAT 4 và T-RAT 5 thì là đã có nguy cơ nghi ngờ ác tính cao và chúng ta cần phải tiếp cận thêm những cái phương pháp khác, ví dụ là cyto tuyến giáp để chúng ta chuẩn làm vào những cái phương pháp thêm để chúng ta chuẩn đoán thêm là có bị ung thư tuyến giáp hay không. Và ngoài ra thì là trường hợp của bạn thì cái hạch cổ của bạn cũng là một trong những triệu chứng chúng ta đang phải phân tích tiếp. Thì cái hạch cổ thì đa số cũng là một cái trong những triệu chứng cũng rất hay gặp, và cũng là những cái câu hỏi mà các bạn khán giả cũng rất hay đặt hỏi là khi mà có xuất hiện hạch cổ thì có phải là ung thư không, cứ khi xuất hiện hạch là các bạn đã lo lắng đến chuyện là có ung thư. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải biết là hạch cổ là một trong những triệu chứng rất hay gặp của bệnh ung thư, đặc biệt là cái ung thư vùng đầu mặt cổ. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái cũng có thể là một cái phản ứng hạch viêm của cơ thể. Trong những trường hợp bệnh nhân có những cái phản ứng viêm, ví dụ như những viêm họng hay viêm tai, thì hạch cổ cũng có thể xuất hiện. Và kiểu mà đặc điểm trong ung thư thì thường nó là những cái hạch có thể là kích thước nó không đau, nhưng mà hạch có thể là to, có thể to hơn bình thường này, có thể chắc, cứng, rồi ranh giới hoặc là di động nó sẽ kém hạn chế. Và trên siêu âm thì có những cái dấu hiệu như là phá vỡ vỏ chẳng hạn. Thì đối với trường hợp của bạn thì theo những cái thông tin của bạn thì bác sĩ Hoa được hiểu đó là có lẽ cái nhân tuyến giáp của bạn có thể là một cái đánh được bác sĩ ở dưới được chẩn đoán có thể là một cái nhân lành tính. Ngoài ra cái hạch cổ mà cái vị trí ở gáy sau tai mà hạch nhỏ thì thường có thể là hạch viêm, và trường hợp của bạn thì có thể là một cái trường hợp mà cái u tuyến nhân tuyến giáp lành tính, và vì vậy mà bác sĩ đã không cho thuốc mà có thể cho bạn về theo dõi. Và thế trong những trường hợp của bạn thì cái việc mà điều trị tiếp hay là theo dõi cho bạn thì cái việc điều trị chẩn đoán hay là tiếp theo như thế nào, thì có lẽ là bác sĩ Hoa cũng xin chia sẻ là cái việc mà chẩn đoán lâm sàng cũng như là trên siêu âm thì rất là phụ thuộc vào các kinh nghiệm của các bác sĩ lâm sàng cũng như là kinh nghiệm của các bác sĩ siêu âm. Chính vì vậy nếu như mà bạn có điều kiện có thể thì bạn có thể, mà bạn đang còn lo lắng và chưa yên tâm, thì bạn có thể đến với bệnh viện ca chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn thăm khám và siêu âm lại, cũng như là làm các cái xét nghiệm cho bạn để chúng ta có thể có những cái chẩn đoán rõ hơn. Vâng, bác sĩ Hoa xin hết ạ.